Làng tôi có một ngôi đền hoang Nằm giữa cánh đồng trũng mênh mông nước Ngôi đền đó thờ ai không ai biết Chỉ biết ngôi đền đó rất cũ kỹ rêu phong đầy Đêm đêm đom đóm bay lập lòe Mà trời chập chờn quanh đền Đền nằm cạnh cây đa cổ thụ um tùm tỏa bóng Chẳng ai để ý đến ngôi đền Và đốt nhang cho đền Buổi trưa cũng như buổi tối Ngôi đền lúc nào cũng âm mù vắng vẻ Một đêm tháng chạp Trời mưa Gió rít u u rất lạnh. Tôi và Diễn ra cánh đồng mắt ếch. Mùa này ếch rất nhiều, tiếng vang cả đồng. Lúc đi ngang ngồi đền vắng, tôi chợt thấy có người từ trong đền đi ra. Đó là người đàn ông cao lớn, về mặt hùng dữ. Tôi bảo Diễn, Này Diễn, cậu có thấy lạ không? Ban đêm có người từ đền đi ra. Ông ta đi đâu nhỉ? Mà sao có mặt ở ngôi đền đêm hôm khuya khoát như vậy? Diễn ngạc nhiên, Ừ, thật sự không hiểu nổi ông này bí hiểm mặt mày dữ tợn hay là kẻ trộm tôi vội phá ta phải theo dõi ông ta để xem ông ta đi đâu diễn gật đầu cả hai chúng tôi dòn rén theo bước chân người đàn ông bí ẩn ông ta đi rất nhanh không hề ngoái đổ lại phút chốc ông ta dừng bước trước một ngôi nhà tranh ở sát chân núi răng màn diễn thì thầm ông ta ghé nhà chị thuận chị thuận ở một mình rõ là hắn muốn ăn trộm Chúng ta phải bắt sống hắn. Tôi trầm ngâm. Ừ, nhưng mà nhà chị Thuận có gì mà ăn trộm nhỉ? Chị ta nghèo nhất xóm. Dù sao cũng phải đề phòng. Chúng tôi chuẩn bị gậy tre và theo dõi các đàn ông. Gã gõ cửa, phút chốc chị Thuận ra mở cửa, vẻ mặt rạng rỡ Anh là nham, sao hôm nay anh đến muộn quá vậy? Em chờ anh mãi. Người đàn ông cười khủng khục. À, đáng lẽ anh đến sớm, nhưng vì có hai đứa trẻ cứ quanh quẩn đền nên không thoát ra được phải chờ chúng bắt ếch mới đến với em chị thuận tò mò đêm hôm lạnh lẽo chúng ra đồng làm gì nhỉ hay là chúng biết chuyện của chúng mình em sợ quá anh la nham à la nham bế chị thuận trên tay rồi bước vào nhà lát sau nghe tiếng riêng gì của chị thuận diễn cười chị thuận này cũng ghê thật đấy có người tình mà dấu biệt kể ra chị ta cũng đẹp đấy chứ nghe tiếng rên cứ ngỡ chị ta bị đánh chứ tôi gắt lên chị ta sướng thì có mà diễn này gã đàn ông có cái tên la nham này lạ quá cậu có nghe cái tên này bao giờ không diễn lắc đầu không tôi chưa nghe mà làng mình làm gì có ai tên là la nham nhỉ có lẽ gã ở làng bên tôi nghi hoặc rõ ràng là gã ở trong ngôi đền làng mình bước ra mà gã chắc chắn ẩn trốn trong đền diễn tò mò. Ngồi đền bé tí, nằm giữa đồng hoang lạnh lẽo, thế mà gã ăn mặc phong phanh. Người này thật lạ, ông ta ở trong đền làm gì nhỉ? Tôi nói, thế mới bí ẩn, hay là ta trực tiếp tới hỏi chị Thuận xem sao? Diễn cau nhào cũng điên à? Làm vậy khác gì lại ông tôi ở bụi này Ta phải tìm cách khác thôi Cách gì Cậu nói xem nào Diễn thì thầm Ta lại dình gã đàn ông tiếp Xem gã đi đâu nếu gã vào đền Sáng mai ta giả bộ và làm quen Nhìn gã thật kỹ vào Tôi cười à, Cậu quả là thông minh đấy Tôi nghĩ không ra Được rồi cứ làm theo ý của cậu đi Hai chúng tôi ngồi dình gã đàn ông Và lắng tai nghe tiếng động trong nhà chị Thuận Tiếng chị Thuận rúc rích Anh La Nham Anh quả là người đàn ông thực thụ Em yêu anh quá La Nham hề hả Thế ban đầu gặp anh sao em lại sợ thế? Chị Thuận ngặt nhẽo cười. Bàn đêm xuất hiện lù lù, tự xưng là chồng người ta, bế người ta lên giường, ai mà chả chết khiếp. Anh là nham, sao anh biết lời khẩn cầu của em nhỉ? Là nham cơn nhả. Tại em thích chồng, cầu chồng, nên anh xuất hiện để chiều theo ý của em. Chị Thuận tò mò. Nhưng em có gặp anh bao giờ đâu, mà sao mà anh biết nhà em? Là Nham hỏi, Buổi chiều trời mưa Em vào đền em còn nhớ không Em đã khấn điều gì Chị Thuận thẹn thùng Thì anh biết rồi còn gì Mà lúc đó anh ở đâu nhỉ Sao lại biết lời khẩn cầu của em Là nhàm chậm rãi Em đừng có hỏi nữa Em chỉ cần biết anh là của em Và em cũng vậy Hỏi nhiều e lộ thiên cơ Thiên cơ bất khả lộ em hiểu chưa Chị Thuận thủ thỉ Em hiểu rồi nhưng em vẫn lo lắng lắm La Nham hỏi Em lo lắng điều gì Nói anh nghe xem nào Chị Thuận thổn thức Em đã ăn nằm với anh Lỡ có bầu thì sao Tránh sao khỏi tiếng chê cười của dân làng Hay anh công khai đến ở với em đi Tại sao phải đêm đêm mới xuất hiện La Nham lắc đầu Không được Điều đó thì không bao giờ được Nếu lộ ra sẽ có tai họa Anh rất muốn được ở gần em chứ Nhưng em hãy hiểu cho anh Chị Thuận thút thít Anh bí ẩn quá Khiến em băn khoăn Có chồng mà không nói với ai được Hãy anh đón em về ở với anh đi là Nham im lặng Và trong căn nhà lại nghe tiếng rên gì Lát sau là Nham bước ra Đi một mạch Chúng tôi vội vã đuổi theo Đến đền là Nham bước vào trong Tôi nói với Diễn là Nham chắc chắn là ở trong đền rồi Ta phải làm sao Diễn trầm ngâm ngôi đền nhỏ như cái miếu thực chất là cái miếu nhỏ gã ta ăn ngủ ở đâu nhỉ tôi chậm rãi thì chỉ cần trải cái chiếu thế là xong à mà gã ta cao to như thế rồi còn cái ăn cái mặc nữa gã này chắc chắn là ăn trộm rồi diễn xua tay đừng có nghi vội khi mình chưa bắt quả tang người ta chờ sáng tới với cậu vào đền nếu gặp gã thì giả bộ nói chúng cháu lạnh quá vào chú nhờ một tí rồi ta tiếp cận với lão, sẽ rõ ngay chuyện đấy mà. Tôi gật đầu. Một lát sau trời sáng, tôi và Diễn bước vào ngôi đền. Ngôi đền rất nhỏ, hoang phế không có mùi khói hương. Nó giống như ngôi mộ cổ thì đúng hơn. Hai chúng tôi để ý quan sát, nhằm tìm kiếm người đàn ông bí hiểm tên La Nham. Nhưng cả hai sừng sốt, không thấy La Nham đâu cả, ngay cả hơi người cũng không. Tôi định hỏi, diễn sổ tay ra dấu im lặng. Đứng một lát, chúng tôi ra khỏi đền. Đi một quãng diễn thắc mắc. Này, là nhàm thật là bí ẩn đấy. Rõ ràng gã đã vào miếu kia mà. Tôi trầm ngầm. Thế gã biến đi đâu nhỉ? Hay gã trèo lên cây đa? Hoặc trốn ra phía sau? Diễn hỏi. Để làm gì mới được chứ? Tôi thông thả. Thì lão nghi chúng ta theo dõi lão, nên lão đề phòng. Mình sớ suốt quá, không nhìn kỹ xung quanh diễn gật đầu có lẽ do nghe tiếng động nên nhảy ra bờ tường nấp phía sau có lẽ chúng ta đánh động lão mất rồi diễn cười nói tiếp mà thôi quên chuyện ấy đi cả đêm qua không bắt được con ếch nào cả cứ đi theo gã đàn ông đó gã làm gì thì mặc xác gã hơi đâu mà quan tâm tôi lắc đầu cậu lầm rồi nếu gã là người quen thì ta bỏ qua còn đây gã lạ hoắc lại xuất hiện ở ngôi đền làng mình hành tung đầy bí ẩn ta phải chú ý chứ cậu là người thông minh kia mà diễn xuề xòa được cậu nói có lý đấy thế ta phải làm sao tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ta phải báo cho trưởng làng biết dù gì cũng đề phòng bất chắc Nếu khi gã là kẻ ăn cướp giết người trốn tránh đến đây thì sao diễn gật đầu thế thì ta phải làm ngay nhưng làm vậy liệu chị thuận có buồn không Tôi chậm rãi. Thế cậu không nghe chính chị Thuận cũng thắc mắc đó sao? Tớ sợ chị Thuận đang gặp nguy hiểm đó. Ta làm rõ chuyện là để giúp chị ấy. Nếu Lan Nham là người tốt thì không sao. Còn gã là người xấu, ta bắt gã cứu chị Thuận. Diễn thắc mắc. Nhưng chị Thuận sao lại gặp được gã đàn ông đó nhỉ? Mà chị ta cũng có vẻ yêu gã ta lắm. Tôi thở dài. À, vậy mới nên chuyện rắc rối. Nếu không có đêm bắt ếch ở đồng, tớ và cậu đâu có biết hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa bước đi phút chốc đã đến nhà ông kiệm trường làng ông kiệm ngạc nhiên kìa thạc diễn tụi bay đi đâu mà sớm thế diễn cười à dạ chúng cháu đi bắt ếch ở ngoài đồng ông kiệm tò mò trời lạnh như vậy mà tụi bay đi trong đêm không sợ lạnh hay sao thế có bắt được con đếch nào không tôi vội phá bắt được con đếch to lắm nên đến tìm bác đó. Ông Kiếm cười ha hả <laughs> Vậy hả? Đem bán cho tao rồi làm đồ nhắm, uống rượu chơi. Còn bao nhiêu mang ra chợ mà bán, phụ giúp tiền cho cha mẹ. Tự bày quả là lũ trẻ ngoan. Diễn lắc đầu. Thằng Thạc nó đùa đấy. Chúng cháu chả bắt được con ếch nào cả. Ông Kiệm ngần người. Thế là công cốc à? Sao mặt mày hai đứa có vẻ nghiêm trọng thế kia? Tôi buồn chồn có chuyện này kỳ lạ lắm bác ạ nên tụi cháu mới tìm gặp bác ông kiệm gật đầu ta biết tụi bay gặp tao sớm là có chuyện mà chuyện gì kể tao nghe coi tôi kể đêm qua tụi cháu có gặp một người đàn ông bí ẩn ông ta to lớn về mặt vạm trợn ông kiệm cảnh giác thế ông ta từ đâu đến vào làng ta làm gì diễn xen vào ông ta từ ngôi đền hoang bước ra và tìm đến nhà chị thuận ở dưới chân núi răng màn ông kiệm ngạc nhiên, từ ngôi đền hoang à? hắn tại sao lại ở đó? và vào tìm con thuận à? hay gã từ xóm bên qua, lén lút hẹn hò với con thuận? ta phải bắt quả tang. tôi cười, chị thuận là gái chơi chồng bác ạ. ông kiệm vung tay, nhớ gã đó, nó có vợ con rồi, nó làm hại được con thuận thì sao? thế gã đó đi về hướng nào? diễn chậm rãi, bác cứ bình tĩnh, bác làm tụi cháu cũng cuống lên. gã từ đền ra đến nhà chị Thuận, rồi sau đó lại về ngôi đền. Ông Kiệm lầm bầm. Lạ nhỉ, sao lại về ngôi đền? Tưởng gã tránh đâu chứ? Thế tụi bay có tiếp cận gã đó không? Tôi nói. Có, tụi cháu có vào đền tìm lão ấy. Ông Kiệm sốt ruột. Tụi bay có tra vấn lão, vì sao lại ở trong ngôi đền hoang đó không? Lão trả lời ra sao? Diễn lắc đầu. Nhưng tụi cháu không có gặp được lão ấy đâu? Ông Kiệm tròn mắt. Sao lại vậy? Ngôi đền nhỏ xíu, lão ấy trốn ở đâu? Hay là tụi bay nhìn lộn rồi? Tôi xen vào, làm sao mà lộn được? Tụi cháu theo dõi rất kỹ, thấy lão vào đền, trời sáng cả hai bước vào, tính tiếp cận lão, nòng ngờ lão biến mất. Ông kiệm ngẩn người ra. Thế thì gã này đích xác là ăn trộm rồi. Vì chỉ có ăn trộm mới lén lút như vậy. Ta phải gặp quan thuận, hỏi gã đó tên gì, từ đâu đến. Diễn gấp gáp. Chị Thuận cũng thắc mắc như tụi cháu vậy Nhưng gã không chịu nói Gã chỉ cho biết tên gã là La Nham Ông Kiệm ngồi thử ra đăm chiều suy nghĩ Sau trầm trầm La Nham à Làng ta không có ai tên là La Nham cả Có lẽ hắn ở làng bên Diễn tò mò Nhưng nếu ở làng bên Thì sau khi ở nhà chị Thuận ra đã phải về nhà chứ Sao lại vào đền làm gì Ông Kiệm ngớ người Ừ nhỉ Thế mà tao quên mất. Thế tụi bay có cái gì giúp tao để tao quyết định? Tôi thông thả. Ở làng mình bấy lâu nay có mất trộm gì không hả bác? Ông Kiệm lắc đầu. Không có. Làng mình xưa nay vẫn an toàn. Cửa nẻo không cần khóa. Chả có trộm cắp gì cả. Tôi nói. Như vậy là Nham không phải là kẻ trộm. Vì nếu là ăn trộm thì làng sẽ bị mất gà qué, đồ đạc. Lão này lại xuất hiện ban đêm nữa. Ông Kiệm gật gù Mày nói chí phải Như vậy hắn chỉ là kẻ trốn vợ Để cặp bồ với người đàn bà khác Đúng không Nhưng mày nói là cái thuận chưa chồng Nó có quyền Diễn xen vào Cháu hiểu ý của Thạc rồi Ta phải dình canh nó Hỏi về sự xuất hiện của nó Để đảm bảo an ninh cho làng chứ Ông Kiệm cười ha hả Đúng Tụi bay quả là có mưu kế hay Ta sẽ cùng tụi bay tìm cách gặp lão đó Lúc đó sẽ rõ trắng rõ đen Chúng tôi bàn tính ngay đêm đó mai phục ở nhà chị Thuận để bắt gã đàn ông kỳ bí đó. Khoảng 11 giờ đêm, gã đàn ông xuất hiện và đi vào nhà của chị Thuận. Chúng tôi đến, gõ cửa, giọng chị Thuận run run. Ai thế? Giờ này còn gõ cửa nhà tôi có việc gì? Ông Kiệm lên tiếng rộn ràng. Tao đây, Trần Kiệm, trưởng làng, mở cửa mau lên. Chị Thuận hỏi vọng ra. Có chuyện gì thế hả bác Kiệm? Nhà cháu có làm gì mà bác phải đến nửa đêm vậy? Ông Kiệm cầu nhào. Thì có việc, tao mới đến chứ. Chị Thuận ra mở cửa, tóc tai mới chảy gọn, đôi mắt ráo hoành. Chúng tôi bước vào nhà, chị Thuận tò mò. Bác Kiệm, kia cả thạc và diễn à? Đi đâu mà khuya khoát như vậy? Ông Kiệm đào mắt nhìn quanh, tìm dấu vết gã đàn ông, rồi nghiêm nghị. Cô Thuận à, có người đàn ông vào nhà cô Chính tôi nghi là kẻ trộm Nên theo dõi và báo cho cô biết Chị Thuận rú lên Kẻ trộm mà Nhà cháu có gì mà nó ăn trộm Chắc bác nhìn lộn rồi Bác cứ lục soát kỹ đi Ông Kiệm nhìn xoáy vào chị Thuận Chị tái mặt, đôi mắt bối rối Điều đó không qua được mắt ông Ông đến bên cái tủ Định mở thì chị Thuận van nài Bác Kiệm, xin bác thông cảm cho em Anh ấy là chồng em đấy Chứ không phải là ăn trộm gì đâu Ông Kiệm hỏi Thế ra hai người hẹn hò với nhau à? Chị Thuận đỏ rừ mặt Tôi cười Chị Thuận Chỉ mấy anh la nham ra nói chuyện với tụi em cho vui Cho biết mặt anh em hàng xóm chứ Chị Thuận sừng sốt Thì ra là hai chú cũng biết à? Xin mọi người giấu kín dùng chuyện này Nếu lộ ra xấu hổ lắm Dù sao tôi cũng là đàn bà Ông Kiệm gật đầu Không sao đâu Thuận Tao hiểu hoàn cảnh của con mà nhưng cái gì cũng thế, thận trọng là hơn. Thế con có biết La Nham từ đâu đến không? Chị Thuận thử người. Dạ, con cũng có hỏi, nhưng anh ấy giấu kín. Chỉ biết là anh ấy trú mưa ở đền hoa ngoài đồng. Anh ấy tên là La Nham. Ông kiệm thở dài. Mày dại quá con ạ. À. Nhỡ hắn là phường trộm đạo trốn tránh pháp luật thì sao? Mong mở tủ ra, để tao hỏi chuyện nó. Chị Thuận run rẩy làm theo, mọi người hồi hộp nhưng bên trong tủ không có ai cả chị thuận lắp bắp ờ thế này là thế nào rõ ràng là anh ấy đã chui vào tủ kia mà cháu đã khóa tủ lại chúng tôi cũng sững sờ kêu lên gã này có phép thần thông chắc mà có đúng là chị khóa tủ không chị thuận mặt đờ đẫn lúc nghe tiếng gõ cửa và tiếng bắc kiệm anh ấy vội lần trốn nhà cháu trúng hoắc chỉ có cái tủ gỗ này cháu bảo anh ấy chui vào tủ anh ấy nghe theo và cháu khóa lại rồi ra tiếp mọi người. Nếu tôi không khóa, thì bảo anh ấy còn lần trốn đâu đó. Chứ cháu khóa rồi, làm sao mà anh ấy đi được? Ông Kiệm trầm ngâm. Này, Thạc, Diễn, tụi bay có ý kiến gì không? Gã đàn ông này rất đáng sợ. Ta nghĩ hắn không phải là người đâu. Tôi gật đầu. Đúng thế, vì người thì đâu có biến đi như vậy được. Hay cái khóa nhà chị bị hư, chị Thuận? Chị Thuận lắc đầu không có chuyện hư đâu chú ra kiểm tra đi tôi cầm chìa khóa chị thuận đều khóa tủ lại rồi giật mạnh chiếc tủ không nhúc nhích cánh tủ chắc chắn vô cùng diễn khô khốc gã này là một hồn ma vì chỉ có ma mới biến đi như vậy hồn ma đó ẩn nó trong đền vắng và ban đêm mới xuất hiện hèn gì mà ngôi đền bé tí tẹo chúng ta nùng sục mãi mà không thấy gã đâu chị thuận bàng hoàng làm gì có chuyện đó anh ấy là một người bình thường khỏe mạnh và rất yêu chị kia mà. Tôi hỏi, thế chị gặp anh ta ở đâu? Và yêu nhau lúc nào? Chị Thuận bùi ngùi. Hôm đó trời mưa to, chị vào đền trú mưa, nhìn thấy một cái tượng đá trên bàn thờ, cái tượng đầy bụi bặm, tượng của người đàn ông. Chị lao pho tượng và tự nhiên thấy hoa mắt. Chị thấy hình như có người đàn ông nhìn chị, chị buồn rùn chân tay. Đêm đó, người đàn ông lạ tìm chị, xưng tên là La Nham, nói là có duyên phận với chị. Tôi chị yêu nhau đã được 6 tháng rồi. Chị có dò hỏi nguồn gốc, anh ấy không nói gì cả, chỉ bảo ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy. Chị cũng không chất vấn nữa. Cho đến hôm nay, quả lại bất ngờ. Ông Kiệm chậm rãi, thế là rõ rồi. Gã đó là một hồn ma. Ta ra ngôi đền đập phá nó đi, không còn chỗ cho nó trú ẩn nữa. Tôi ngăn lại, khi biết chưa rõ, hãy khoan đập bác Kiệm ạ. À. Bác có biết nguồn gốc của ngôi đền này không? Ông Kiệm nói Tao đâu có biết Chuyện này phải hỏi cụ Bảo Thiên Cụ ấy già nhất làng này Nhưng phải đợi đến sáng mai Bây giờ ta về thôi Chúng tôi ra khỏi nhà chị Thuận Ông Kiệm dặn Thuận à Phải cẩn thận đấy nhá Ta biết cháu đang dằn vặt suy nghĩ Trừ khi mọi việc sáng tỏ Cháu sẽ bình yên lại thôi Chị Thuận ứa lệ cảm ơn ông Kiệm Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt tại nhà cụ Bảo Thiên. Sau khi nghe chuyện cụ kể, ngôi đền thực chất là ngôi miếu xuất hiện cả trăm năm nay. Hồi đó có một người thanh niên đi ngang qua cây đa, bị đột tử chết. Mối xây lên thành gò, che sắc người thanh niên. Dân làng thấy tội nên lập miếu thờ cô hồn, đó thực chất là miếu cô hồn. Người thanh niên đó vì chết bất đắc kỳ tử, nên oan hồn lang thang hễ nhập được vào ai là nhập. Tôi hỏi, phải chăng người đàn ông đó là La Nham đêm nào cũng từ miếu hoang đi ra chị thuận vô tình chạm vào miếu thờ nên bị hồn ma quyến rũ cụ Bảo Thiên chậm rãi ta cũng không biết nữa nhưng nếu muốn tìm kỹ phải ra miếu biết đâu có dấu tích gì chăng chúng tôi cảm ơn cụ Bảo Thiên và gia miếu sau một hồi tìm kiếm chúng tôi thấy pho tượng đá mà chị thuận đã thấy phía sau có dòng chữ La Nham ai đã khắc pho tượng này hay chính là nham khi còn sống đã tự làm tượng mình? Chúng tôi định mang pho tượng đi, thì chị Thuận chạy lại thổn thức. Chú Thạc, chú Diễn, cho chị xin pho tượng đá đó. Nó là linh hồn của anh La Nham. Tôi tần ngần. Thế chị biết rõ là La Nham rồi, sao còn quyền luyến gì nữa? Chị hãy để chúng em dập nó đi, cứu chị. Chị Thuận van nài. Đêm qua, anh ấy đã kể hết cho chị nghe rồi. Anh ấy đúng là hồn ma, nhưng anh ấy đâu có hại ai diễn lắc đầu chị lầm rồi già làng đã kể rõ cho tụi em nghe chị mau tránh xa anh ấy ra Đều không nguy hiểm lắm đấy ma xưa nay chỉ hại người mà thôi thiếu gì người ở làng mà chị phải lấy ma làm chồng chị thuận buồn rầu các em chưa hiểu hết đâu chị đã mang trong mình giọt máu của anh ấy anh ấy bảo nên mang pho tượng đá về thờ để cho con cháu sau này biết cha nó là ai Tôi sửng sốt. Chị nói cái gì? Chị đã có thai với La Nham. Sao lại có chuyện đó được? Chị Thuận ngượng ngập. Thì... Chị đã nói rồi mà. Chị là đàn bà quá lứa lỡ thì. Các em hãy thông cảm cho chị. Tôi tần ngần. Lại nhỉ? Sao người đàn bà lại có thai với ma được? Vô lý quá. Diễn chậm rãi. Chị Thuận nói đúng đấy. Chị Mạo ở xóm giếng cũng có thai với ma là gì? mà đẻ ra đứa con trai nhìn nó chẳng có gì là ma cả chị thuận ơi pho tượng đó chị cầm lấy đi chị thuận rối rít cảm ơn rồi ôm pho tượng về nhà diễn lầm bẩm đúng là tình yêu bí ẩn tình yêu cũng có cái chất ma quái cậu nhỉ tôi ngẩn ngơ thế ra là nhàm có duyên phận với chị thuận thật à cậu có tin không diễn gật đầu tin chứ đó là tâm linh mà khi gặp được người thực sự yêu thương cũng cảm hóa được hồn ma. Nếu không có chị Thuận, là nhàm sẽ trở thành ma dữ đó. Lúc đó tác hại không lường hết được. Tôi cười. Thế liệu chúng mình có còn gặp người từ đền hoang đi ra nữa không nhỉ? Diễn lắc đầu. Có lẽ là không đâu. Vì là nhàm đã ở nhà chị Thuận rồi, ta nên mừng cho chị ấy. Tôi hỏi. Liệu là nhàm có trả thù chúng ta không nhỉ? Anh ta nhập vào chúng ta thì sao? Diễn thân mật. Nhờ của chúng ta Chị Thuận mới biết sự thật La Nham phải cảm ơn chúng ta chứ Có thể ban đầu anh ta giấu chuyện Vì sợ chị Thuận biết anh ta là hồn ma Nhưng này rõ rồi Anh ta được gần vợ, gần con Thế là hạnh phúc quá còn gì Quả nhìn hôm đó tôi thấy La Nham hiện ra Nhìn tôi thân mật Tôi nói Anh La Nham liệu anh có làm hại chị Thuận không Vì dù sao anh cũng là hồn ma kia mà La Nham đầm ấm Tôi yêu Thuận Làm sao mà hại cô ấy được Tôi chờ đợi cả trăm năm mới gặp được người con gái tôi yêu. Và Thuận đã sắp có con với tôi. Chờ Thuận sinh con xong, tôi sẽ đi." Tôi hỏi, "Anh đi đâu? Về lại miếu cô hồn à?" Là nham cười, "Không, tôi sẽ về Trình diện Diêm Vương và sau đó đi đầu thai." Làm ma như thế đủ rồi." Tôi gật đầu, "Anh nghĩ thế phải lắm, dù sao thì ma cũng không nên sống gần người. Cầu chúc anh may mắn." Là nham cảm ơn và biến mất. Ít lâu sau, chị Thuận sinh đứa con trai. Cả làng chố mắt ngạc nhiên có người giải biểu. Không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian bình thường. Nhưng cũng có người chép miệng. Chị Thuận quá lứa rồi, có được đứa con cũng quý chứ sao. Hãy thông cảm cho chị ấy. Nhiều người tò mò, nhưng phải biết cha đứa bé là ai chứ. Tôi cười, là La Nham. Các ông bà hiểu chưa? Mọi người ồ lên. La Nham à? La Nham là ai? anh ta ở đâu sao không xuất hiện